Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 39. Hiệp hội võ thuật là thế lực còn khủng bố hơn cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ nhiều không kể xiết. Dù 8 gia tộc kia liên thủ cũng không đấu lại được hiệp hội võ thuật. Mà người đàn ông trung niên này chính là cao thủ xếp thứ tư của hiệp hội võ thuật tên Lý Kình. Thì ra nhà họ Thái được hiệp hội võ thuật chống lưng, thảo nào làm việc ngông cuồng như vậy, Dương Thanh lên tiếng. Lý Kình cứ tưởng Dương Thanh sẽ lập tức quỳ xuống xin tha khi nghe thấy hiệp hội võ thuật, nào ngờ anh không hề e sợ, còn vô cùng bình tĩnh. Ông ta không cảm giác được Dương Thanh biết võ, vậy thì chỉ có hai khả năng, Dương Thanh quá yếu, một kẻ tay trói gà không chặt, hoặc là quá mạnh, thực lực hơn xa ông ta. So ra, ông ta tin tưởng vào khả năng thứ nhất hơn. Dù sao ông ta cũng phải mất mấy chục năm, còn gặp được rất nhiều kỳ ngộ mới có thực lực như bây giờ. Thoạt nhìn Dương Thanh chỉ 26, 27 tuổi, dù tập võ từ trong bụng mẹ cũng không thể mạnh hơn ông ta được. Ông ta không cảm nhận được sự uy hiếp trên người Dương Thanh nhưng lại cảm nhận được khí thế trên người Mã Siêu, không khỏi kinh hãi. Bởi vì trông Mã Siêu trẻ hơn Dương Thanh nhưng khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ. Cả chiêu châu này ông ta mới gặp được một người trẻ tuổi có thực lực khủng bố như vậy. Danh con, chuyện này dừng lại tại đây, tôi có thể coi như không có gì xảy ra. Lý Kình đột nhiên nói. Có một vệ sĩ trẻ tuổi không yếu hơn ông ta bao nhiêu chứng tỏ lai lịch của đối phương rất mạnh. Lý Kình cũng không dám tùy tiện đắc tội, trừ phi có thể diệt khẩu toàn bộ mọi người ở đây. Nếu không đắc tội với một gia tộc đỉnh cao không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Cậu không đồng ý thì định thế nào? Lý Kình lạnh giọng nói, nhà họ Thái là gia tộc được Hiệp hội Võ thuật bồi dưỡng, chẳng lẽ cậu còn muốn đi cướp của Hiệp hội Võ thuật? Không phải cướp, mà là mua, Dương Thanh đáp. Lý Kình không nói tiếp, nheo mắt lại. Dường như chàng trai trẻ này không hề e sợ hiệp hội võ thuật. Hai bố con Trần Hạo và Trần Anh Hào trốn sau lưng Dương Thanh không dám thở mạnh. Ba ông cháu nhà họ Thái lại vô cùng chờ mong. Có Lý Kình ở đây, bọn họ hầu như có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Thời gian của tôi quý giá lắm, không rảnh ở đấu võ mồm với ông. Nói xong rồi thì cút đi. Dương Thanh bỗng nhìn Lý Kình. Anh vừa dứt lời. Mọi người trong phòng đều chết lặng. Ba ông cháu nhà họ Thái đều hưng phấn vì cảm thấy Lý Kình đã nổi giận. Danh con, cậu to gan lắm, dám nói với ông Tư như vậy. Cậu có biết hiệp hội võ thuật là thế lực như thế nào không? Thái Hữu Vi cười khẩy nói, nhìn cậu chắc là chưa biết, để tôi phổ cập cho. Hiệp hội võ thuật mạnh hơn tất cả các gia tộc ở Chiêu Châu. Chỉ với Tổng Chi Hội khu Chiêu Châu. Dù 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô liên thủ cũng không phải đối thủ. Còn nhà họ Thái chính là gia tộc được Hiệp hội Võ thuật bồi dưỡng. Ngoài mặt là nhà họ Thái nhưng thực tế mọi thứ của chúng tôi đều thuộc về Hiệp hội Võ thuật. Bây giờ cậu đã biết mình đắc tội với ai chưa? Thái Hữu Vi lại kiêu ngạo khoe khoang, không còn sợ hãi Dương Thanh như vừa nãy. Nhưng Dương Thanh vẫn chẳng mảy may e ngại. Lúc anh nhìn ông ta, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Tôi vốn định dùng 10 tỷ mua lại nhà họ Thái nhưng bây giờ tôi không muốn bỏ ra một đồng nào nữa, bởi vì không cần thiết, Dương Thanh nói. Danh con muốn chết hả? Lý Kình đã nổi trận lôi đình, lao vọt tới chỗ Dương Thanh. Ông ta vốn còn kiêng kỵ lai lịch của anh, nhưng anh lại đòi cướp đoạt nhà họ Thái, hoàn toàn không coi hiệp hội võ thuật ra gì. Vậy nên ông ta muốn giết Dương Thanh. Chỉ cần diệt khẩu toàn bộ người trong phòng là có thể giấu được chuyện. Đến lúc đó dù lai lịch của Dương Thanh lớn đến đâu cũng không thể tra ra được ông ta. Dương Thanh không hề có ý định ra tay, vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Kình tràn đầy lạnh lẽo. Ông vẫn chưa có tư cách đấu với anh Thanh đâu. Thấy Lý Kình tấn công, Mã Siêu lập tức xông lên. Uỳnh! Thoáng chốc cả hai đã sát lại gần, đồng loạt ra đòn. Chiếc bàn tròn xa hoa trong phòng bị vỡ tan tành. Bịch bịch bịch. Tiếng đánh đấm giòn giã vang lên. Thái Hoàng vốn tràn đầy lòng tin hoảng hốt chứng kiến, phát hiện thực lực của Mã Siêu không hề thua kém Lý Kình.
Lý Kình là cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật. Vậy mà giờ đây lại đánh ngang tay với một người chỉ mới 24, 25 tuổi. Sao có thể như vậy được? Nếu lão ta không biết Lý Kình đang vô cùng tức giận, có lẽ sẽ cho rằng ông ta đang nương tay. Cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật đây sao? Cũng chỉ vậy mà thôi, Mã Siêu đánh lui Lý Kình chỉ bằng một đấm, cười lạnh nói. Lý Kình đứng cách Mã Siêu chừng 2 mét, sắc mặt khó coi. Dù ông ta vẫn chưa dùng hết sức nhưng thực lực Mã Siêu đang thể hiện ra đã rất mạnh rồi. Ông ta còn có cảm giác, dường như Mã Siêu cũng chưa đánh hết sức. Nếu quả thực là vậy, chỉ e lai lịch của Dương Thanh sẽ rất kinh khủng. Danh con, không thể không thừa nhận tôi đã khinh địch. Nhưng nếu đây đã là toàn bộ thực lực của cậu thì còn lâu mới đánh bại được tôi. Lý Kình đột nhiên lên tiếng, giọng điệu khinh thường nhưng chỉ là giả bộ mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Siêu cười nhạo, nói nhảm nhiều quá. Nếu ông đồng ý đi theo anh Thanh, tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Ngông cuồng. Lý Kình cả giận quát, lập tức nhanh như chớp vọt tới trước mặt Mã Siêu. Mã Siêu nhìn như ngông cuồng nhưng ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Được đánh với cao thủ cấp bậc này chính là cơ hội gia tăng thực lực của anh ta. Anh ta không dám chậm trễ, thấy Lý Kình ngày càng mạnh cũng bộc phát toàn bộ sức lực. Bịch. Một giây sau, nắm đấm của Lý Kình đập trúng lồng ngực Mã Siêu. Phụt. Mã Siêu phun máu, lùi lại 5-6 bước. Anh ta chưa kịp đứng vững, Lý Kình đã xuất hiện ở trước mặt, giơ chân đá vào huyệt thái dương của anh ta. Vù. Mã Siêu không có cơ hội phản đòn, cơ bắp dưới chân co rút đạp mạnh xuống đất, miễn cưỡng tránh được cú đá của Lý Kình. Ha ha, tốt lắm. Thái Hữu Vi kích động hô lên, bố ơi, thực lực của ông Tư quá mạnh, thằng nhóc kia không đánh lại nổi. Chắc là 2 phút nữa cậu ta sẽ bị ông Tư đoạt mạng. Không hổ là cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật, quả nhiên rất lợi lại. Có lẽ một mình ông Tư cũng có thể càn quét cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Thái Văn cũng cười lớn nói. Nhưng Thái Hoàng lại trầm giọng nói, cậu Tư rất mạnh, nhưng thằng nhóc kia cũng mạnh không kém. Loại người như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Cao thủ như vậy lại là vệ sĩ của Dương Thanh, chúng mày có nghĩ tới thân phận của cậu ta chưa? Chúng mày nghĩ trên đời này có ai đủ tư cách để cao thủ như ông Tư làm vệ sĩ không? Thái Hữu Vi và Thái Văn đều không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Thái Hoàng. Tuy trông Mã Siêu có vẻ yếu hơn Lý Kình nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Trên đời này vốn không có người dám bắt Lý Kình làm vệ sĩ. Nhưng Mã Siêu có thực lực gần bằng ông ta lại là vệ sĩ của Dương Thanh. Dù cậu Tư thắng, chỉ e nhà họ Thái cũng không giữ được, Thái Hoàng bỗng nhiên nói. Bố ơi, chưa nghiêm trọng vậy chứ, Thái Hữu Vi không cam lòng hỏi. Thái Văn cũng cắn răng hỏi, có ông Tư ở đây, nhà họ Thái sẽ không bị diệt đâu. Đúng lúc này, tình hình bất ngờ thay đổi. Chỉ thấy Mã Siêu vừa mới bị Lý Kình chèn ép bỗng nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế bàng bạc tỏa ra từ người anh ta như sóng xung kích vô tình càn quét bốn phía. Ông già kia, đánh đủ chưa? Đủ rồi thì ăn một đấm của tôi đi. Mã Siêu nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sắc mặt Lý Kình trở nên khó coi. Ông ta đã dồn hết sức, chẳng lẽ vẫn không thể dễ dàng đánh bại cậu trai này sao? Giờ phút này, ông ta cảm nhận được nguy hiểm khổng lồ từ trên người Mã Siêu. Phô trương thanh thế. Lý Kình cắn răng nói, đồng thời cũng nắm chặt hai tay, chuẩn bị chịu đòn của Mã Siêu. Tới đây. Mã Siêu giống lên một tiếng, nền đá cẩm thạch dưới chân lập tức vỡ nát, cả người bật lên nhào tới Lý Kình. Không xong, mau rút. Khi Mã Siêu tung đấm, Lý Kình liền cảm thấy sát khí cực kỳ mãnh liệt bao trùm xung quanh, không chút do dự lập tức lùi ra sau. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Bịch. Tốc độ của Mã Siêu cực nhanh, lúc Lý Kình lùi về sau, nắm đấm của anh ta đã đánh xuống. Một đấm nhìn rất đơn giản này nện thẳng vào ngực Lý Kình, đồng thời một luồng sức mạnh khủng khiếp thẩm thấu vào da thịt, khiến ruột gan Lý Kình đều bị chấn động kịch liệt. Phụt.
Lý Kình không chịu nổi, phun máu ra ngoài, cơ thể như con diều đứt dây bay ra xa mười mấy mét, ngã rầm xuống đất. Trông thấy Lý Kình phun máu ngã xuống, mọi người trong phòng đều im như thóc. Dương Thanh cũng gật đầu tán dương. Anh cứ nghĩ sau khi trở về cuộc sống bình thường, Mã Siêu sẽ bị trễ nải huấn luyện, thực lực thụt lùi. Xem ra không phải vậy. Nhưng Dương Thanh cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lý Kình cũng rất mạnh, chỉ là gặp phải Mã Siêu thua cũng không oan. Ông thua rồi. Mã Siêu đứng nhìn Lý Kình nằm trên mặt đất, cười lạnh nói. Ba chữ này như âm thanh của ác ma văng vẳng trong đầu Lý Kình. Sao lại như vậy được? Ông ta là cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật, thực lực gần bằng tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu là Kim Cương. Dù là cao thủ đứng đầu của tám gia tộc quyền thế nhất Yến Đô cũng không được ông ta xem trọng. Nhưng giờ đây, ông ta lại thua một cậu nhóc mới hai mươi mấy tuổi. Trong đầu ông ta chỉ có bốn chữ, sao lại như vậy? Còn về ba ông cháu nhà họ Thái đều thấy toàn thân rét lạnh. Trong mắt bọn họ, Lý Kình giống như thần linh, thực lực sâu không lường được. Vậy mà ông ta lại thua trận, hơn nữa lại còn thua dưới tay một người trẻ tuổi. Trần Hạo và Trần Anh Hào vẫn luôn trốn sau lưng Dương Thanh ngây ngốc một lát rồi lập tức mừng rỡ. Rốt cuộc cậu là ai? Lý Kình bò lồm cồm dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nghiêm túc nhìn Dương Thanh. Lúc này ông ta đã mất hết sức chiến đấu. Dù không cam tâm cũng phải cắn răng tiếp nhận sự thật bày ra trước mắt. Dương Thanh bình tĩnh đáp, ông về nói với Tổng chi hội trưởng Kim Cương, tôi tên Dương Thanh. Ông sẽ biết tôi là ai. Sau này Yến Đô không còn nhà họ Thái nữa. Ông đi đi. Dương Thanh lạnh giọng nói. Nghe vậy, Lý Kình thầm kinh hãi, ý của Dương Thanh là Kim Cương biết thân phận của anh. Tôi sẽ kể lại cho Tổng chi hội trưởng, Lý Kình cắn răng nói. Ông ta cũng không phải người không biết tốt xấu. Rõ ràng Dương Thanh không có ý định lấy mạng ông ta, bản thân lại đánh không lại Mã Siêu, đánh tiếp cũng chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí còn có thể bỏ mạng. Ông ta không chút do dự quay người rời đi. Ba người nhà họ Thái trợn tròn mắt, không ngờ Lý Kình lại vứt bỏ bọn họ. Bây giờ đến lượt các người, Dương Thanh nhìn sang ba người họ, châm chọc nói. Thái Hoàng run lẩy bẩy, vội vàng lên tiếng, cậu Thanh muốn dùng 10 tỷ mua lại nhà họ Thái cũng được, chúng tôi đồng ý. Đúng đúng đúng, chúng tôi đồng ý bán nhà họ Thái cho cậu Thanh, Thái Hữu Vi vội tiếp lời. Đến cả Thái Văn nằm trên cáng cứu thương cũng thấp thỏm nói, chỉ có người như cậu Thanh mới có thể giúp nhà họ Thái phát triển thịnh vượng. Dương Thanh lại lắc đầu nói, 10 tỷ là giá lúc trước. Bây giờ tôi chỉ có thể ra giá 1 tỷ. Nghe vậy, sắc mặt ba người nhà họ Thái đều tái mét. Nhà họ Thái trị giá 100 tỷ mà Dương Thanh lại muốn dùng cái giá bằng 1% để mua lại, chẳng khác gì đang cướp đoạt. Sao hả, các người không muốn à? Dương Thanh khẽ nhướng mày. Cậu Thanh, 1 tỷ quá ít, cậu xem có thể tăng thêm một chút không? Dù thế nào? Thái Hoàng còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh ngắt lời, 900 triệu. Thái Hoàng chưa kịp phản ứng lại, Dương Thanh đã nói tiếp, nếu ông vẫn không hài lòng có thể tiếp tục mặc cả. Cuối cùng Thái Hoàng đã hiểu, vì mình mặc cả nên Dương Thanh mới trừ đi 100 triệu. Lão ta sắp khóc đến nơi rồi, sớm biết như vậy đã không mặc cả. Lão ta đang định đồng ý thì Thái Hữu Vi cắn răng nói, cậu Thanh đang khinh người quá đáng đấy. Nhà họ Thái chúng tôi có tài sản 100 tỷ, cậu đòi mua lại với giá 900 triệu sao? Dương Thanh lạnh lùng nói, 800 triệu. Cậu! Thái Hữu Vi lập tức nổi giận. Nhưng lần này, ông ta mới chỉ nói một chữ, Dương Thanh đã lên tiếng, 700 triệu. Bốp! Thái Hoàng tát thật mạnh vào mặt Thái Hữu Vi, đỏ bừng mắt giận dữ hét, mày câm miệng ngay cho tao. Bố ơi, con! Thái Hữu Vi vẫn còn định giải thích, Thái Hoàng lại quát câm miệng. Lần này, rốt cuộc Thái Hữu Vi cũng chịu ngậm miệng. Cậu Thanh, tôi bán, 700 triệu tôi cũng bán, Thái Hoàng cắn răng nói. Trần Hạo và Trần Anh Hào nghe vậy đều sợ ngây người. Chẳng lẽ nhà họ Thái trị giá hàng 100 tỷ lại bị Dương Thanh dùng 700 triệu mua lại sao?
Bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ. Ngày mai tới tập đoàn Nhạn Thanh làm thủ tục chuyển nhượng đi. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi sẽ cho các người 10 tỷ, đủ để nhà họ Thái trở thành một gia tộc hàng đầu của bất cứ thành phố nào ngoài Yến Đô. Dương Thanh lại nói. Ba người nhà họ Thái còn đang không cam lòng vì Dương Thanh đòi mua nhà họ Thái với giá 700 triệu nghe vậy lập tức mừng rỡ. Dương Thanh nói không sai, 10 tỷ đủ để bọn họ trở thành gia tộc hàng đầu ở bất kỳ thành phố nào ngoài Yến Đô. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Thái Hoàng vội vàng cảm ơn, cam đoan nói, cậu Thanh cứ yên tâm. Sau khi làm xong thủ tục chuyển nhượng, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi Yến Đô. Lão ta hiểu ý của Dương Thanh, anh muốn nhà họ Thái vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Được rồi, các người đi đi, Dương Thanh nói. Người nhà họ Thái nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh, Mã Siêu và hai bố con nhà họ Trần. Chúc mừng cậu Thanh đoạt được nhà họ Thái về tay, Trần Hạo vội vàng tiến lên, kính nể nói. Phong cách làm việc của Dương Thanh cũng khiến ông ta rõ ràng hơn. Rõ ràng. Dương Thanh cũng muốn mượn chuyện này để cảnh cáo bọn họ. Chỉ cần tuyệt đối trung thành với anh sẽ có canh uống, nếu dám chống đối đừng nói là canh, đến cả cặn cũng không còn. Sau này Yến Đô không còn nhà họ Thái nữa. Sản nghiệp của nhà họ Thái giao cho nhà họ Trần quản lý giúp tôi. Hai người hiểu ý tôi chứ, Dương Thanh hỏi. Hiểu rồi, cậu Thanh yên tâm, nhà họ Trần sẽ không khiến cậu thất vọng. Trần Hạo vội vàng tỏ thái độ. Trần Anh Hào cũng vội nói, cảm ơn cậu Thanh đã tin tưởng chúng tôi. Cùng lúc đó, Lý Kình đã rời khỏi tiệm ăn họ Trần. Trên đường trở về, ông ta gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy, Tổng chi hội trưởng, ông có biết người trẻ tuổi nào tên Dương Thanh không? Dương Thanh. Kim Cương nghe thấy thế, kinh ngạc nói, ý ông là một cậu nhóc khoảng 27-28 tuổi á. Chính là cậu ta. Lý Kình cắn răng nói, nhà họ Thái đắc tội cậu ta, mời tôi tới giúp. Nhưng tôi bị một gã vệ sĩ cực mạnh của Dương Thanh đánh bại rồi. Tổng chi hội trưởng, nhà họ Thái do chúng ta nâng đỡ, trị giá hàng trăm tỷ. Chẳng lẽ bây giờ cứ để yên cho Dương Thanh cướp đoạt sao? Kim Cương đột nhiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng, bỏ nhà họ Thái đi. Cái gì? Lý Kình vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ Tổng chi hội trưởng khu Chiêu Châu của Hiệp hội Võ Thuật lại từ bỏ một gia tộc có giá trị hàng trăm tỷ. Ông thực sự nghĩ thằng nhóc đánh bại ông là vệ sĩ của Dương Thanh sao? Kim Cương hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Kình hỏi ngược lại. Kim Cương trầm giọng nói, thế ông có biết một tháng trước tôi từng đấu với Dương Thanh, tuy chỉ có một chiêu nhưng người thua là tôi không? Cái gì? Lý Kình hốt hoảng, vẻ mặt khó tin. Tuy ông ta chỉ kém Kim Cương một hạng nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người không hề ít. Nếu ông ta thực sự phải đấu với Kim Cương, chỉ e một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Một cao thủ hơn xa mình như vậy lại nói từng thua trong tay Dương Thanh. Quan trọng là Dương Thanh còn quá trẻ mà đã nắm giữ thực lực khủng bố như vậy. Ông yên tâm, sẽ có một ngày Hiệp hội Võ Thuật nhất định sẽ đòi lại toàn bộ những món nợ này. Nhưng không phải bây giờ, Kim Cương nói. Sau khi dặn dò hai bố con nhà họ Trần vài chuyện, Dương Thanh và Mã Siêu rời khỏi tiệm ăn họ Trần. Anh Thanh chưa từng nghĩ tới tự mình xây dựng một nhà họ Dương sao? Vừa ra khỏi phòng, Mã Siêu liền lên tiếng hỏi. Dương Thanh lắc đầu, thản nhiên nói, người sống trên đời tự do tự tại mới là hạnh phúc. Nếu tôi tạo nên một gia tộc họ Dương, đời sau của tôi sẽ không hạnh phúc. Mỗi ngày đều sống trong lừa gạt, thậm chí còn anh em tự chém giết lẫn nhau. Tôi không muốn nhìn thấy điều này. Hơn nữa, chỉ có tôi với con gái mới được tính là người họ Dương đúng nghĩa, hai người có thể lập thành một gia tộc sao? Nghe vậy, Mã Siêu ngượng ngùng lắc đầu. Anh Thanh. Dương Thanh vừa ra khỏi tiệm ăn họ Trần đã nghe thấy có người gọi mình. Tiểu Duyệt, sao cô còn ở đây? Trông thấy bàng Tiểu Duyệt. Dương Thanh rất ngạc nhiên. Bàng Tiểu Duyệt đỏ bừng mắt, vẻ mặt lo lắng, thấy Dương Thanh an toàn mới yên tâm. Hiện giờ đã vào tháng 11, nãy giờ Bàng Tiểu Duyệt vẫn đứng chờ anh ở cửa tiệm ăn họ Trần, mặt mày đỏ ửng, rõ ràng đang bị lạnh.
Xin lỗi anh Thanh, tôi đã đem tới cho anh nhiều phiền phức. Bàng Tiểu Duyệt xác nhận Dương Thanh không sao mới hết lo. Lúc này, Mã Siêu đã lái xe tới. Dương Thanh vội vàng nói, lên xe trước đã. Sau khi lên xe, Bàng Tiểu Duyệt mới thấy ấm hơn một chút. Đồ ngốc, nãy giờ cô vẫn đứng ở ngoài cửa chờ tôi đấy à? Dương Thanh bất đắc dĩ hỏi. Bàng Tiểu Duyệt thẹn thùng gật đầu, tôi sợ anh xảy ra chuyện. Thấy anh không sao tôi yên tâm rồi. Dương Thanh bỗng thấy cảm động, anh đang nghĩ nếu mình có một cô em gái chắc là cũng thế này. Xe lao vun vút trên đường, nửa tiếng sau đã tới nhà Bàng Tiểu Duyệt. Về uống chút canh gừng đi, đừng để bị cảm. Đợi Bàng Tiểu Duyệt xuống xe, Dương Thanh dặn dò một câu. Cảm ơn anh Thanh, có vẻ Bàng Tiểu Duyệt rất vui, đáp lại một câu mới quay đi. Anh Thanh, em thấy hình như cô bé này có ý với anh. Mã Siêu cười xấu xa nói. Dương Thanh cười híp mắt, tôi thấy vẫn phải tăng thêm nhiệm vụ huấn luyện cho cậu mới được. Mã Siêu bị dọa toàn thân run lên, vội nói, anh Thanh, vừa rồi em đánh bại cao thủ xếp thứ tư của Hiệp hội Võ thuật Lý Kình, chắc cũng được coi là khiêu chiến vượt cấp nhỉ. Em thấy không cần tăng cường huấn luyện thêm đâu. Nếu cậu còn nói nhảm, tôi nghĩ cần đấy, Dương Thanh cười nói. Nghe vậy, Mã Siêu không dám nói nữa, vội vàng ngậm chặt miệng, nghiêm túc lái xe đưa Dương Thanh về nhà. Sáng hôm sau Thái Hoàng chủ động dẫn theo luật sư tới tập đoàn Nhãn Thanh. Tối qua Dương Thanh đã giao cho Lạc Bân phụ trách chuyện này. Chẳng mấy chốc việc chuyển nhượng sản nghiệp của nhà họ Thái đã hoàn thành thuận lợi. Dương Thanh chỉ ký một cái, tài sản trăm tỷ của nhà họ Thái liền thuộc về anh. Chủ tịch, cậu chỉ mất 10 tỷ đã mua được sản nghiệp trăm tỷ của nhà họ Thái Á. Mãi đến khi xong xuôi mọi việc, Lạc Bân vẫn thấy như đang nằm mơ, khó tin nói. Lúc trước Dương Thanh tiện tay đưa cho ông ta mấy chục tỷ để xây dựng thành Cửu Châu đã khiến ông ta kinh ngạc. Bây giờ đến cả sản nghiệp trăm tỷ của nhà họ Thái cũng thuộc về tập đoàn Nhãn Thanh. Dương Thanh cười nói, giấy trắng mực đen mà ông vẫn không tin à. Không phải không tin, tôi chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, Lạc Bân kích động nói. Ông ta cũng chỉ kích động quá thôi, cũng sẽ không lắm miệng hỏi Dương Thanh làm gì để khiến nhà họ Thái chịu bán sản nghiệp trăm tỷ với giá 10 tỷ. Chủ tịch, theo kế hoạch ban đầu, tôi định xây xong thành Cửu Châu trong vòng 3 năm. Nhưng hiện giờ tài chính của công ty còn nhiều nên tôi đoán trong vòng 2 năm. Thậm chí là một năm rưỡi là có thể xây xong. Lạc Bân bỗng nhiên nói. Dương Thanh đầu tư nhiều vào dự án thành Cửu Châu như vậy là vì muốn mau chóng xây xong. Cho nên anh không hề ngạc nhiên, chỉ dặn dò tốc độ có thể nhanh nhưng bắt buộc phải đặt an toàn lên hàng đầu. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ tự mình phụ trách vấn đề an toàn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, Lạc Bân cam đoan. Dương Thanh gật đầu, tốt. Phải rồi, chi nhánh nước ngoài của tập đoàn Nhãn Thanh đã bắt đầu trang trí rồi, nửa tháng nữa là có thể chính thức vào làm việc, Lạc Bân bỗng nói tiếp. Ông lo là được, Dương Thanh đáp. Thế chủ tịch làm việc đi ạ, tôi cũng phải đi làm việc đây. Lạc Bân báo cáo xong liền rời đi. Ngay sau đó, có người gõ cửa văn phòng. Mời vào, Dương Thanh nói. Cửa văn phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bước vào. Hoa Nhã, cô tìm tôi có việc à? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Người đến là Tống Hoa Nhã. Anh Thanh, ngày mai chúng em phải ra nước ngoài rồi. Tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh một bữa. Tống Hoa Nhã nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế. Hai mắt cô ta hơi đỏ lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Được thôi. Dương Thanh sảng khoái đáp. Tống Hoa Nhã không ngờ Dương Thanh lại đồng ý nhanh như vậy, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Cảm ơn anh Thanh. Tống Hoa Nhã kích động nói. Dứt lời, cô ta vui vẻ chạy ra ngoài. Dương Thanh cười khổ, tôi chỉ đồng ý đi ăn với cô một bữa thôi mà. Sao lại vui vẻ như vậy? Anh không hề hay biết, Tống Hoa Nhã chỉ có vài lần duyên phận với anh đã đem lòng thích anh. Lúc tan làm. Dương Thanh vừa ra khỏi công ty đã thấy một người quen thuộc đứng cách đó không xa vẫy tay với mình, anh Thanh, ở đây.
Rõ ràng Tống Hoa Nhã đã cố ý trang điểm, thay quần áo công sở thành một chiếc quần bó màu đen và áo khoác nỉ, chân đi bốt dài. Mái tóc dài luôn búi lên cũng được cố ý thả xuống, tung bay trong gió. Tống Hoa Nhã vốn đã xinh đẹp, trang điểm như vậy lại càng hấp dẫn hơn. Dương Thanh suýt nữa không nhận ra. Hôm nay cô rất xinh đẹp. Dương Thanh đi tới trước mặt Tống Hoa Nhã, hào phóng khen ngợi. Trên mặt Tống Hoa Nhã đỏ bừng, không biết vì lạnh hay là vì thẹn thùng. Cô ta trợn mắt nhìn Dương Thanh, tức giận nói, ý của anh Thanh là hôm nay em rất xinh đẹp, còn bình thường thì không hả? Không phải đâu, cô vẫn luôn rất xinh đẹp, hôm nay lại càng đẹp hơn. Thấy vẻ mặt Tống Hoa Nhã thay đổi, Dương Thanh vội vàng nói. Nghe vậy cô ta mới nở nụ cười đắc ý, thế còn tạm được. Dứt lời cũng không hỏi ý kiến đã tự tiện khoác tay Dương Thanh. Anh giật nảy mình, định tránh ra theo bản năng, nhưng câu nói tiếp theo của Tống Hoa Nhã lại khiến anh từ bỏ ý định. Tống Hoa Nhã nói, anh Thanh, trong lòng em anh giống như một người anh trai. Sau này anh cũng là anh trai của em nhé. Dương Thanh cười nói, cô cứ tùy tiện nhận tôi là anh như vậy, không sợ anh cô ghen tị à? Anh ấy không dám đâu, Tống Hoa Nhã kiêu ngạo nói. Rốt cuộc anh có đồng ý không? Thấy Dương Thanh không nói gì, Tống Hoa Nhã lắc cánh tay Dương Thanh làm nũng. Em gái xinh đẹp như vậy, anh cầu còn không được. Đương nhiên là đồng ý rồi, Dương Thanh vội đáp. Ha ha, anh trai. Tống Hoa Nhã lại càng vui sướng. Dương Thanh lắc đầu bất đắc dĩ nói, anh đi lấy xe. Em đã gọi anh là anh rồi, sao anh không chịu trả lời, Tống Hoa Nhã không vui nói. Hả? Dương Thanh sửng sốt một chút, cười nói, em gọi lại một lần đi. Anh! Tống Hoa Nhã lại gọi. Làm sao? Dương Thanh hơi mất tự nhiên hỏi. Làm gì có anh trai nào như anh, chẳng chân thành gì cả, Tống Hoa Nhã nói. Thế anh nên đáp thế nào? Lúc em gọi anh phải dịu dàng hỏi em, sao thế? Thế em lại gọi anh một tiếng đi. Anh! Sao thế? Không được, giọng điệu quá cứng rắn, không tự nhiên gì cả. Tống Hoa Nhã chỉ đường, nửa tiếng sau Dương Thanh đã lái xe tới tiệm ăn họ Trần. Em nói tiệm ăn ngon là chỗ này à? Dương Thanh bất đắc dĩ hỏi. Đúng ạ. Tiệm ăn họ Trần mới khai trương ở Yến Đô nửa năm đã trở thành nơi yêu thích của những người nổi tiếng trên mạng. Quan trọng là đồ ăn ở đây đều là gia truyền, chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Tống Hoa Nhã đắc ý nói, hôm nay cho anh ăn uống thỏa thích. Thấy Tống Hoa Nhã cố gắng đề cử tiệm ăn họ Trần, Dương Thanh khá kinh ngạc. Anh cứ tưởng tiệm ăn họ Trần chỉ là một nhà hàng khá lớn mà thôi, không ngờ lại là nơi yêu thích của những người nổi tiếng trên mạng. Anh, đừng nói là anh không biết tiệm ăn họ Trần đấy nhé. Có lẽ là vì có người anh trai như Tống Hoa Nghĩa, lúc Tống Hoa Nhã gọi anh rất tự nhiên, người nào không biết còn tưởng anh là anh ruột của cô ta. Dương Thanh lắc đầu cười, anh biết chỗ này. Anh xem đi, em còn có video trên mạng về chỗ này. Tống Hoa Nhã vừa nói vừa mở một video trên điện thoại, trong tiệm ăn họ Trần được chia thành mấy khu vực. Mỗi khu vực lại phục vụ những loại khẩu vị khác nhau. Em thích nhất là món Tây Bắc. Khẩu vị anh thích là gì? Chúng ta đi ăn cái đó. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới chỗ lựa chọn khu vực. Chỗ bọn họ đang đứng cứ như ở trung tâm, bốn phương tám hướng đều có hành lang thông đến từng khu vực. Cổng mỗi hành lang còn dán các loại khẩu vị khác nhau. Vậy thì đi ăn món Tây Bắc thôi, Dương Thanh cười nói. Anh trai này tốt thật đấy. Mỗi lần anh em tới đây đều không chịu nghe theo em, cứ nhất định phải ăn đồ Tây gì đó, còn nói như vậy mới có khí chất, đúng là ngụy biện. Thấy Dương Thanh chọn theo khẩu vị mình thích, Tống Hoa Nhã rất vui. Em nói xấu anh em với anh, không sợ anh em biết sẽ xử tội hả, Dương Thanh trêu chọc. Tống Hoa Nhã kiêu ngạo nói, anh ấy không nỡ xử tội em đâu. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ tới khu vực món Tây Bắc. Hôm qua lúc tới đây, Dương Thanh đã đi thẳng vào phòng VIP, không hề biết ở đây còn chia ra nhiều khu vực, mỗi khu vực phục vụ khẩu vị khác nhau.
khó trách nơi đây trở thành nơi yêu thích của những người nổi tiếng trên mạng. Tiệm ăn họ Trần vốn là nhà hàng 5 sao, lại còn đặc biệt như vậy, đương nhiên sẽ được rất nhiều người chú ý tới. Anh ơi, ngày mai em phải ra nước ngoài rồi. Sau khi ngồi vào chỗ, Tống Hoa Nhã buồn bã nói, viền mắt đỏ hoe nhìn Dương Thanh. Bấy giờ anh mới hiểu tại sao Tống Hoa Nhã đột nhiên muốn mời mình ăn cơm, thì ra là để tạm biệt. Em không muốn ra nước ngoài hả? Dương Thanh hỏi. Tống Hoa Nhã khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, em không muốn đi, nhưng em không muốn xa mẹ và anh trai. Bọn họ đi đâu em sẽ đi theo đó. Nghe vậy, Dương Thanh chìm vào im lặng. Ba người họ phải ra nước ngoài là vì anh yêu cầu. Dù là Lý Hải Vinh hay Tống Hoa Nghĩa, Tống Hoa Nhã đều là nhân tài kinh doanh. Bọn họ vốn xuất thân từ gia tộc quyền thế, nếu ở trong nước sẽ tạo cảm giác tranh đoạt quyền lực với Lạc Bân. Dù thế nào Lạc Bân cũng theo anh từ lâu, dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng chưa từng lùi bước. Hiện giờ đang là lúc tập đoàn Nhạn Thanh đang phát triển mạnh mẽ, nếu để người khác thay thế Lạc Bân sẽ không công bằng với ông ta. Yên tâm, khi nào thị trường nước ngoài ổn định, nếu mọi người muốn trở về, anh sẽ không ngăn cản, Dương Thanh bỗng nói. Thật sao, Tống Hoa Nhã vui sướng hỏi. Dương Thanh gật đầu, đương nhiên là thật, em và mẹ em có thể trở về, cho anh em ở lại một mình cũng được. Anh muốn ném anh em ở lại nước ngoài hả, Tống Hoa Nhã nói. Dương Thanh gật đầu chắc nịch, dù sao ở trong nước em cũng vẫn còn người anh này, có Tống Hoa Nghĩa hay không cũng không sao, phải không? Ha ha ha. Tống Hoa Nhã không ngờ Dương Thanh lại trêu chọc mình, nhịn không được phì cười, không ngờ anh còn biết nói đùa. Anh nói thật mà, đến lúc đó cứ để anh em ở lại trông coi sản nghiệp ở nước ngoài giúp anh, Dương Thanh nói. Nghe có vẻ giống trò đùa nhưng Dương Thanh thực sự có ý định để Tống Hoa Nghĩa ở lại nước ngoài lâu dài. Chỉ là Tống Hoa Nhã lại xem là trò đùa. Chẳng mấy chốc, cả bàn đã đầy ắp món Tây Bắc. Dạo gần đây Dương Thanh gặp phải rất nhiều chuyện, hôm nay mới coi như nhẹ nhõm hơn, nhất là ở cùng Tống Hoa Nhã khiến anh rất thoải mái. Dương Thanh thực sự rất đói bụng, ăn cực nhiều, còn Tống Hoa Nhã lại chẳng ăn được mấy. Ăn xong rồi, anh đưa em về nhà. Cơm nước xong xuôi, Dương Thanh nói với Tống Hoa Nhã. Anh, em muốn đi ba, anh đi cùng em được không? Tống Hoa Nhã chờ mong hỏi. Dương Thanh sửng sốt, đi ba làm gì? Đương nhiên là để mua say rồi, Tống Hoa Nhã nói. Dương Thanh lắc đầu, bất lực nói, muộn lắm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hơn nữa anh cũng không uống rượu, em sẽ thấy rất nhàm chán. Khi còn ở biên giới phía Bắc, mỗi ngày đều phải đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. Rượu sẽ khiến đầu óc bị tê liệt nên trong quân đội có lệnh cấm uống rượu. Mặc dù đã rời đi nhưng Dương Thanh vẫn duy trì thói quen này. Em muốn uống. Tống Hoa Nhã tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nghĩ đến ngày mai cô ta phải ra nước ngoài, Dương Thanh đành phải gật đầu, được rồi. Không biết có phải là vì không nỡ rời khỏi hay không, trên đường tới quán ba Tống Hoa Nhã yên tĩnh lạ thường, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi đến lúc Dương Thanh đỗ xe trước cổng quán ba Hoa Hồng, Tống Hoa Nhã mới lấy lại tinh thần, tới rồi sao? Hay là anh đưa em về nhé? Sau khi dừng xe lại, Dương Thanh lo lắng hỏi. Rõ ràng Tống Hoa Nhã đang có tâm sự, nếu uống rượu sẽ rất dễ bị say. Anh Thanh, ngày mai em phải đi rồi. Anh cho em hoàn thành tâm nguyện nhỏ này đi, Tống Hoa Nhã nói. Quả nhiên là có vấn đề. Lúc trước còn gọi anh là anh trai, bây giờ lại đổi thành anh Thanh. Cảm xúc cũng xa sút hơn hẳn. Đi thôi. Dương Thanh không khuyên nhủ nữa, dẫn cô ta đi vào quán bar. Có anh ở đây thì còn xảy ra chuyện gì được nữa. Quán bar Hoa Hồng là một quán bar cỡ nhỏ, nhưng đẳng cấp không hề thấp. Bên trong không huyên náo như những quán bar cỡ lớn, ánh đèn u ám, khách ngồi đông nghịt. Đa số là người trẻ tuổi. Ở một vài góc khuất còn có mấy đôi trai gái ôm ấp. Trước quầy ba còn có mấy người độc thân cả nam và nữ. Trên sân khấu có một anh đẹp trai người nước ngoài thổi saxophone. Bầu không khí cực kỳ mập mờ.
cả Dương Thanh và Tống Hoa Nhã đều có giá trị nhan sắc cực cao. Bọn họ vừa bước vào đã bị vô số người để mắt tới. Rất nhiều cô nàng ăn mặc hở hang, trang điểm lòe lòe thi nhau nháy mắt ra hiệu với Dương Thanh. Dương Thanh nhắm mắt làm ngơ, Tống Hoa Nhã lại không chịu được vô thức ôm chặt cánh tay của anh. Lần đầu tiên tới hả? Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Dương Thanh thấy Tống Hoa Nhã căng thẳng bèn cười hỏi. Cô ta ngượng ngùng gật đầu, em chưa từng tới đây nên muốn thử cảm giác ở quán bar. Các cô chủ nhà giàu như Tống Hoa Nhã hầu như đều từng tới quán bar. Cô ta khá là ngây thơ. Anh Thanh, chắc anh là khách quen của những chỗ như thế này nhỉ? Tống Hoa Nhã đột nhiên hỏi. Dương Thanh đen mặt nói, trông anh giống loại người hay đi bar lắm sao? Tống Hoa Nhã chợt nhớ lại Dương Thanh từng nói không uống rượu, sao có thể là khách quen của nơi này? Cô ta nghịch ngợm lè lưỡi cười nói, em thấy anh Thanh không hề căng thẳng nên hiểu lầm anh thường xuyên tới những nơi như thế này. Dương Thanh bất đắc dĩ hỏi, tới những nơi như thế này sao phải căng thẳng? Em thấy ở trên mạng nói lần đầu tiên đi bar sẽ rất căng thẳng, cả nam và nữ đều vậy. Tống Hoa Nhã ngây thơ nói, còn có tin ở quán bar có rất nhiều ma men, còn có kiểu bắt người đem đi, cũng có người gây chuyện. Nghe nói ở những chỗ ăn chơi như này, hầu như mỗi ngày đều có đánh nhau. Em tin mấy cái trên mạng đó sao? Dương Thanh cạn lời. Lần đầu tới đây sẽ rất căng thẳng, em sợ sẽ gặp phải người xấu, Tống Hoa Nhã nghiêm túc nói. Dương Thanh cười hỏi, em sợ mình quá xinh đẹp sẽ có người tới bắt chuyện hả? Tống Hoa Nhã ngượng ngùng gật đầu. Chào người đẹp, tôi có thể mời em một ly không? Đúng lúc này, một người thanh niên ăn mặc cực kỳ xa hoa cầm một ly cocktail cười híp mắt đi tới. Đến cả Dương Thanh cũng sững sờ, đây là đất linh của Yến Đô sao? Hai người vừa nhắc tới bắt chuyện đã có người tới bắt chuyện thật. Đối phương mặc toàn hàng hiệu, cổ tay mang một chiếc đồng hồ Rolex màu xanh ngọc có giá trị không nhỏ, vẻ mặt tươi cười ấm áp. Tuy hắn ta không đẹp trai bằng Dương Thanh nhưng cũng được coi là ưa nhìn, thường dễ bắt chuyện thành công. Nếu là người khác có lẽ đã sớm chủ động đi bắt chuyện hắn ta, nhưng Tống Hoa Nhã thì khác. Cô ta vốn có xuất thân cao quý, loại thiếu niên tài tuấn nào chẳng gặp rồi. Một người chỉ ăn mặc gọn gàng một chút sao có thể lọt vào mắt xanh của cô ta? Không thể đâu. Cô ta lạnh nhạt nhìn người tới bắt chuyện rồi hỏi Dương Thanh, chồng ơi, bạn anh à. Nghe thấy Tống Hoa Nhã gọi mình là chồng, Dương Thanh rất sững sờ. Nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Hoa Nhã, anh biết cô ta đang giả vờ. Dương Thanh lắc đầu cười, không quen. À! Tống Hoa Nhã đáp một tiếng rồi nói, chồng ơi, mai anh đưa em đi khu vui chơi được không? Lâu rồi chúng ta không đi, em muốn chơi tàu lượn, nhảy bungee với anh. Dương Thanh biết Tống Hoa Nhã cố ý lờ đi người bắt chuyện mình, phối hợp đáp, được thôi, nhưng hôm nay là lần cuối cùng uống rượu. Một thời gian nữa là phải có con rồi. Nghe Dương Thanh nói muốn sinh con, mặt cô ta lập tức đỏ bừng, may là ánh đèn trong quán bar khá tối nên không bị lộ. Chúng ta có hai đứa rồi, anh vẫn còn muốn sinh thêm à? Lời Tống Hoa Nhã nói khiến người ta chết lặng, thoát cái biến thành mẹ hai con. Người tới bắt chuyện bị lờ đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ta cứ tưởng Tống Hoa Nhã và Dương Thanh chỉ là bạn bè, không ngờ lại là vợ chồng, còn có hai con. Hắn ta nào dám bắt chuyện tiếp, vội vàng chạy trối chết. Ha ha ha. Thấy đối phương cuống quýt rời đi, Tống Hoa Nhã bật cười khanh khách, anh Thanh xấu lắm, dám hủy hoại thanh danh của em. Nếu em không gả đi được, anh phải nuôi em đấy. Dương Thanh bất lực đáp, em tự nói mà, là mẹ hai con rồi đấy. Không liên quan đến anh. Tại anh nói chúng ta phải sinh con trước chứ, Tống Hoa Nhã thẹn thùng nói. Dương Thanh bất đắc dĩ, anh muốn anh ta biết khó mà lui thôi mà. Sau màn kịch vừa rồi, rốt cuộc tâm trạng của Tống Hoa Nhã cũng ổn định, không muốn uống say nữa, chỉ gọi một ly rượu trái cây. Hoa Nhã. Đúng lúc này, có người kinh ngạc gọi tên cô ta. Tống Hoa Nhã giật mình ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt của đối phương liền ngây người, toàn thân run lên.
Dương Thanh cũng nhìn về phía người kia, chừng 25-26 tuổi, trẻ hơn anh, cũng rất đẹp trai. Nhưng lúc này bên cạnh anh ta còn có một cô gái trạc tuổi anh ta. Cô gái này không xinh đẹp nổi trội nhưng toàn thân đều mặc hàng hiệu đắt đỏ, đang ôm chặt cánh tay của chàng trai kia. Anh còn sống cơ à? Tống Hoa Nhã run rẩy lên tiếng. Anh ta cười đáp, đương nhiên là còn sống, sao em lại hỏi vậy? Chồng ơi, cô ta là ai? Cô nàng bên cạnh anh ta bỗng hỏi. Một người bạn từng rất thân, Tống Hoa Nhã. Anh ta nói xong lại nhìn Tống Hoa Nhã, giới thiệu với em, cô ấy là vợ anh, Tôn Mỹ Quyên. Bọn anh kết hôn 3 năm rồi. Lời này như sét đánh giữa trời quang với Tống Hoa Nhã, cô ta chết sững. Dương Thanh thấy viền mắt cô ta đỏ hoe. Hoa Nhã, em không định giới thiệu anh chàng đẹp trai bên cạnh với anh à, chàng trai vẫn duy trì nụ cười thân thiện. Bấy giờ Tống Hoa Nhã mới bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu, dần lấy lại bình tĩnh. Anh ấy là chồng tôi, Dương Thanh. Dứt lời, cô ta rất tự nhiên ôm tay Dương Thanh giới thiệu, anh ta là một người bạn của em, Mạc Đông Húc. Chào anh, tôi là Mạc Đông Húc, anh ta khẽ mỉm cười, duỗi tay phải ra. Dương Thanh đang định bắt tay thì bị Tống Hoa Nhã ngăn lại, lạnh lùng nói, không phải anh từng nói không bao giờ bắt tay với đàn ông sao? Dương Thanh chớp mắt nghĩ, mình từng nói vậy thật sao? Nhưng anh cũng hiểu ý của Tống Hoa Nhã, cô ta không muốn anh bắt tay với Mạc Đông Húc. Xin lỗi, vợ tôi có bệnh thích sạch sẽ, Dương Thanh cười nói. Mạc Đông Húc sửng sốt hồi lâu mới phát hiện Dương Thanh đang chê tay mình bẩn. Nhưng anh ta được giáo dục rất tốt, không hề tỏ ra tức giận, vẫn duy trì thái độ lịch sự, cười đáp, bạn tôi đang đợi, gặp lại sau. Nói xong, anh ta lập tức dẫn Tôn Mỹ Quyên rời đi. Anh đẹp trai cho tôi một chai rượu mạnh nhất ở chỗ các anh. Mạc Đông Húc vừa đi, Tống Hoa Nhã liền nói với người phục vụ ở gần đó. Rõ ràng tâm trạng hiện giờ của cô ta rất không tốt vì chàng trai vừa nãy. Tuy Dương Thanh không biết quan hệ của hai người là gì nhưng vừa rồi dường như Tống Hoa Nhã vẫn luôn nghĩ Mạc Đông Húc đã chết. Lúc Tống Hoa Nhã nghe thấy anh ta nói đã kết hôn thì tâm trạng suy sụp hẳn. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang tới một chai brandy. Tống Hoa Nhã tự rót cho mình một ly đầy rồi uống cạn. Khụ khụ khụ. Rõ ràng cô ta không thường xuyên uống rượu, mới uống một ly đã ho khan, nước mắt ứa ra. Uống chậm thôi, Dương Thanh vội vàng nói, đứng dậy vỗ lưng giúp cô ta. Một lúc sau, Tống Hoa Nhã mới bình thường lại, trên mặt lại giàn giụa nước mắt. Em đi vệ sinh đã. Dương Thanh chưa kịp đáp lời, cô ta đã cuống quýt chạy đi. Dương Thanh thở dài, mặc dù không biết cụ thể giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng anh có thể đoán được chút ít. Chừng 10 phút sau, Tống Hoa Nhã mới trở lại, rõ ràng đã rửa mặt, lớp trang điểm mờ đi nhiều nhưng vẫn không giấu được gương mặt tinh xảo của cô ta. Thực ra anh ta là bạn trai cũ của em. Tống Hoa Nhã đột nhiên lên tiếng. Dương Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu. Dường như cảm xúc của Tống Hoa Nhã đã ổn định hơn rất nhiều, không uống rượu nặng tiếp nữa, chống tay xuống bàn ôm đầu. Anh Thanh, anh có muốn nghe chuyện của em với anh ta không? Tống Hoa Nhã bỗng hỏi. Dương Thanh cười đáp, nếu em muốn nói, anh sẵn sàng lắng nghe. Tống Hoa Nhã cười khổ một tiếng, hoài niệm quá khứ, em và anh ta yêu nhau suốt 4 năm đại học. Mấy năm trước, bọn em cùng nhau tốt nghiệp, vốn định kết hôn nhưng trước đám cưới một ngày, anh ta bỗng biến mất. Dương Thanh run lên như cảm nhận được nỗi đau lúc ấy của cô ta. Anh cũng nghĩ tới Tần Thanh Tâm. 5 năm trước, anh vừa kết hôn với cô đã lẳng lặng bỏ đi, 5 năm sau mới trở về. So với Tống Hoa Nhã, có vẻ anh vẫn may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất sau 5 năm rời đi, anh vẫn có thể ở bên Tần Thanh Tâm. Còn Tống Hoa Nhã không đợi được, còn nghe tin đối phương đã kết hôn. Mãi sau này em tìm được anh ta mới nói bỏ đi là vì biết gia đình em không được nhà họ Tống coi trọng. Nếu kết hôn với em, anh ta sẽ không hạnh phúc.
Anh ta còn nói lúc trước ở bên em không phải vì tình yêu mà là vì em là người nhà họ Tống, có thể giúp đỡ anh ta. Đó là lần cuối cùng bọn em gặp nhau. Sau đó em còn nghe tin anh ta đã chết. Nói tới đây, Tống Hoa Nhã không kìm chế nổi nữa, bật khóc nức nở. Sao lại nghe tin cậu ta chết, Dương Thanh cũng rất kinh ngạc. Phải đó, lúc đó em cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh ta chết rồi, chết ở nước ngoài, em còn không được gặp mặt anh ta lần cuối. Tống Hoa Nhã nghẹn ngào nói, em từng bị trầm cảm nặng, mấy lần tự sát không thành, chữa bệnh suốt 2 năm mới có chuyển biến tốt. Khó khăn lắm em mới dứt ra khỏi mối tình kia, thế mà anh ta vẫn còn sống, lại còn kết hôn. Tại sao lại như vậy? Thấy Tống Hoa Nhã đau lòng, Dương Thanh cũng thấy khó chịu. Anh cũng từng có cảm giác này. Liệu có ẩn tình nào khác không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hai mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe, lắc đầu nói, có ẩn tình hay không thì anh ta cũng đã kết hôn rồi còn gì? Đúng vậy. Cho dù Mạc Đông Húc biến mất vì có ẩn tình thì anh ta cũng đã kết hôn. Hai người họ không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, lúc trước Mạc Đông Húc bỏ đi một ngày trước đám cưới, Tống Hoa Nhã tới tìm lại nói vì gia đình cô ta không được nhà họ Tống coi trọng nên mới không muốn kết hôn. Dù thế nào cũng là vấn đề của Mạc Đông Húc. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Dương Thanh, còn Mạc Đông Húc có ẩn tình khác hay không, anh không biết. Được rồi, đừng buồn nữa, tất cả đều là quá khứ, cứ để nó tan thành mây khói, giang tay đón chào tương lai tươi sáng nào. Dương Thanh cười nói. Tống Hoa Nhã xoa đôi mắt hoen đỏ, khẽ mỉm cười rót cho mình một ly rượu, anh Thanh nói rất đúng. Tất cả đều qua rồi, anh ta đã là quá khứ. Em cũng đã thích người khác. Hả, em thích người khác rồi à? Vậy thì chúc mừng nhé, Dương Thanh thực sự vui mừng thay cô ta. Nhưng anh không thấy đáy mắt Tống Hoa Nhã lóe lên một tia cô đơn rồi biến mất. Cô ta uống cạn ly rượu, rốt cuộc cũng khôi phục nụ cười thường trực. Dương Thanh có thể cảm giác được, lúc mới gặp lại Mạc Đông Húc, Tống Hoa Nhã vô cùng kích động, bây giờ chỉ mới tốt hơn một chút, tâm trạng vẫn rất nặng nề. Dù sao cũng người yêu cũ suốt 4 năm đại học, lại phải chịu uất ức vì anh ta suốt 2 năm ròng rã, sao có thể nói buông là buông được. Đúng lúc này, một nhóm người trẻ tuổi đi tới chỗ bọn họ, trong đó có Mạc Đông Húc. Không phải Tống Hoa Nhã đó sao? Vừa nãy nghe Mạc Đông Húc nói gặp được Hoa Nhã, không ngờ lại là thật. Hoa Nhã, cậu còn nhớ mình không? Mấy người họ nhao nhao lên tiếng, dường như rất kích động khi gặp được Tống Hoa Nhã. Đương nhiên là nhớ. Tống Hoa Nhã cũng rất vui vẻ, chỉ vào một cô gái, cậu là Tô Đình. Cậu là Dương Tùng. Còn cậu là Thượng Hiểu Hà. Cậu là Trần Hân Như. Trí nhớ của Tống Hoa Nhã rất tốt, liên tục gọi tên của 6, 7 người. Hoa Nhã, cậu giỏi thật đấy. Chúng ta tốt nghiệp lâu như vậy, ai cũng thành thục hơn rất nhiều mà cậu vẫn nhận ra được. Một cô gái kích động chạy tới ôm tay Tống Hoa Nhã, nào giống Dương Tùng, lúc nãy gặp nhau còn gọi sai tên của mình. Dương Tùng ngượng ngùng nói, không phải tại cậu ngày càng xinh đẹp hơn sao? Nếu không sao mình gọi sai tên cậu được? Sao mình thấy sai sai ở đâu? Nếu vậy thì là cậu không nhận ra mình chứ đâu phải nhớ sai tên mình. Rõ ràng vừa nãy cậu gọi sai tên mình. Cô gái bất mãn nói. Ha ha ha. Những người khác đều cười phá lên. Đây không phải nơi để mình tụ tập. Thế này đi, để mình làm chủ đưa mọi người tới Dạ Thượng Hoàng Triều chơi được không? Mạc Đông Húc đứng dậy cười hỏi. Đương nhiên là được, đám người nhao nhao đáp lại. Trong mắt Tống Hoa Nhã cũng tràn đầy chờ mong, nhưng khi thấy Mạc Đông Húc lại rất khó chịu. Hoa Nhã, hôm nay vốn là buổi tụ tập của lớp mình, vốn định gọi cậu đi nhưng không ai liên lạc được với cậu, chỉ gọi được mấy đứa mình tới. Cậu đừng nghĩ nhiều nhé. Cô gái vừa nãy cười nói, gặp nhau ở đây chính là ý trời. Cậu cũng không thể từ chối đi chơi với bọn mình được. Mình. Tống Hoa Nhã vốn muốn từ chối, vừa định lên tiếng lại nghe thấy Dương Thanh nói, Hoa Nhã, nếu đã gặp được thì đi cùng đi. Nghe vậy, Tống Hoa Nhã mới không do dự nữa, gật đầu đáp, được.
mấy người cười nói đi ra khỏi quán ba Hoa Hồng. Hoa Nhã, anh đẹp trai này là ai thế? Giới thiệu chút đi. Sau khi ra khỏi quán ba, cô gái tên Trần Hân Như tinh nghịch cười hỏi. Trong số những người này chỉ có Trần Hân Như rất quan tâm đến Tống Hoa Nhã, từ lúc gặp nhau tới giờ vẫn luôn ôm tay cô ta. Tống Hoa Nhã ngượng ngùng nói, anh ấy là chồng mình, Dương Thanh. Trời à, cậu kết hôn rồi á, Trần Hân Như kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng ngạc nhiên, nhao nhao quay sang nhìn Dương Thanh. Tống Hoa Nhã đâm lao phải theo lao. Vừa nãy cô ta đã nói Dương Thanh là chồng mình với Mạc Đông Húc, bây giờ chỉ có thể để anh tiếp tục giả làm chồng mình. Dương Thanh cũng rất bất đắc dĩ, từng thấy giả làm bạn trai nhưng chưa thấy ai giả làm chồng bao giờ. Hoa Nhã, mình nghe nói nhà cậu bị đuổi khỏi nhà họ Tống rồi hả? Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc bỗng nhiên vang lên. Mọi người đều nhìn sang. Sắc mặt Tống Hoa Nhã lập tức cứng đờ. Đây vốn là cái gai trong lòng cô ta, không ngờ lại bị người khác nhắc tới. Thượng Hiểu Hà, cậu nói lung tung gì đấy? Hoa Nhã giỏi như vậy sao có thể bị đuổi khỏi gia tộc, Trần Hân Như không vui nói. Thượng Hiểu Hà đáp, mình nói thật mà, mấy ngày trước nhà họ Tống đã lộ tin ra ngoài. Nếu cậu không tin có thể hỏi cậu ấy. Hoa Nhã, cậu ấy nói thật không vậy, Trần Hân Như kinh ngạc hỏi. Tống Hoa Nhã khẽ gật đầu, đám người kia mới biết cô ta thực sự bị đuổi đi. Mấy người bạn vốn còn câu nệ trước mặt Tống Hoa Nhã đều mừng thầm. Mình nói rồi mà, lúc trước Hoa Nhã toàn mặc hàng hiệu, sao bây giờ lại ăn mặc tầm thường như vậy? Chắc là bị đuổi khỏi gia tộc nên hết tiền hả? Một cô gái lên tiếng châm chọc. Hoa Nhã, không phải cậu gả cho một kẻ nghèo rách mồng tơi nên mới bị đuổi khỏi gia tộc đấy chứ? Thượng Hiểu Hà cười híp mắt hỏi, giọng điệu tràn đầy trêu tức. Lúc nói chuyện còn khinh thường liếc nhìn Dương Thanh. Trước giờ Dương Thanh vẫn mặc rất giản dị, thoạt nhìn chỉ toàn đồ vỉa hè nhưng người biết nhìn hàng nhất định sẽ nhìn ra được. Đồ anh mặc toàn hàng chế tác thủ công, vật liệu đều vô cùng quý giá, chỉ người trong hoàng gia nước ngoài mới có tư cách dùng. Một bộ quần áo của anh có thể tương đương với số tiền một người bình thường chi tiêu cả đời. Nhưng những người trước mắt không có ai hiểu biết, đều cho rằng Dương Thanh toàn mặc hàng vỉa hè. Sắc mặt Tống Hoa Nhã lập tức khó coi, lặng lẽ nhìn người vừa mới khiêu khích mình, lạnh nhạt nói, chồng mình rất tốt, rất ưu tú. Hoa Nhã, cậu đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn ham hư vinh như trước. Ngày xưa cậu là cô chủ nhà họ Tống, hư vinh cũng được nhưng bây giờ đã bị trục xuất khỏi gia tộc, cậu khỏi cần giả vờ nữa đâu. Thượng Hiểu Hà vừa cười vừa nói, năm đó cậu là một trong 10 hoa khôi của Đại học Yến Đô, dù có bị đuổi khỏi gia tộc thì cũng có thể gả cho người tốt, sao cứ phải lấy một kẻ nghèo kiết xác làm gì? Hay là mai cậu ly hôn đi, mình giới thiệu cho cậu người khác. Tống Hoa Nhã xa sầm mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cần gì phải giới thiệu người khác, trong lớp mình cũng có người thích hợp mà. Bây giờ Dương Tùng đang làm quản lý dự án cho sản nghiệp dưới trướng nhà họ Tôn, lương một năm mấy triệu. Gả cho Dương Tùng cũng tốt mà. Một cô gái khác tên là Vương Hoan cười híp mắt nhìn Dương Tùng, nếu Tống Hoa Nhã ly hôn, cậu sẽ không ghét bỏ cậu ấy từng có một đời chồng chứ? Đương nhiên sẽ không. Dương Tùng phối hợp nói, Hoa Nhã là nữ thần của đám con trai bọn mình. Chỉ cần cậu ấy muốn, mình có thể lập tức cưới cậu ấy. Mình cũng muốn cưới mà không lắm tiền như Dương Tùng, làm sao bây giờ? Không có tiền thì thôi đi. Ai biết được, nhỡ đâu Hoa Nhã thích người nghèo, cậu có kém đến đâu cũng hơn chồng cậu ấy mà. Ha ha ha. Đám người bật cười nghiêng ngả. Đến cả Trần Hân Như vừa nãy nhiệt tình với Tống Hoa Nhã cũng từ bỏ nói giúp cô ta, còn ra vẻ muốn tốt cho cô ta, Hoa Nhã à, tuy lời mọi người nói hơi khó nghe nhưng mình thấy bọn họ nói không sai. Gả cho người đàn ông tốt mới có thể sống hạnh phúc. Đủ rồi. Tống Hoa Nhã nổi giận, hai mắt đỏ bừng quát lên, chuyện của tôi không đến lượt các người khoa tay múa chân. Các người coi thường vợ chồng tôi thì không cần tụ họp gì nữa. Chồng ơi, mình đi thôi. Tống Hoa Nhã kéo tay Dương Thanh định rời đi. Hoa Nhã, cậu đừng giận, chúng mình không nói nữa là được mà.
Trần Hân như cuống quýt kéo tay Tống Hoa Nhã. Từ đầu đến giờ, Mạc Đông Húc vẫn duy trì im lặng, không chê cười cũng không ngăn cản cô ta rời đi. Hoa Nhã, nên tham gia họp mặt bạn học đi, Dương Thanh cũng nói. Anh không hề muốn tham gia buổi họp mặt chán ngắt này, nhưng cũng hiểu từ sau khi nhìn thấy Mạc Đông Húc, tâm trạng của Tống Hoa Nhã kém hơn rất nhiều. Kỳ thực cô ta cũng rất muốn biết rốt cuộc anh ta đã xảy ra chuyện gì. Ở lại còn có cơ hội biết được đáp án. Nếu không thể giải đáp, chỉ sợ cả đời này Tống Hoa Nhã sẽ không thoát khỏi bóng ma tâm lý. Đám bạn học thấy Dương Thanh đồng ý đều khinh bỉ nhìn anh. Bọn họ nghĩ Tống Hoa Nhã không muốn ở lại là vì bảo vệ Dương Thanh, thế mà anh còn không biết điều, mặt dày mày dạn chen vào bọn họ. Tống Hoa Nhã vốn rất thông minh, đương nhiên hiểu ý Dương Thanh, trong lòng cảm động. Chồng cậu đã nói vậy rồi, cậu đi cùng bọn mình đi, Trần Hân Như vội nói. Được, tôi đi cùng mọi người. Nếu mọi người còn sỉ nhục chồng tôi cũng không cần làm bạn với mấy người nữa, Tống Hoa Nhã lạnh giọng nói. Ai cũng tỏ vẻ khinh bỉ. Nếu Tống Hoa Nhã vẫn còn là cô chủ nhà họ Tống, nhất định bọn họ sẽ đua nhau nịnh nọt, nhưng bây giờ cô ta đã bị đuổi đi, không cần thiết nữa. Hoa Nhã, con gái bọn mình đi xe của mình đi, cho đám con trai đi với nhau. Thượng Hiểu Hà đảo mắt cười nói, còn ấn một chiếc chìa khóa Porsche, đèn xe Porsche Cayenne màu trắng bên cạnh liền sáng lên. Bây giờ Hiểu Hà sống tốt thật đấy, còn đi Porsche nữa, Vương Hoan hâm mộ nói. Trần Hân Như cũng hâm mộ, xem ra hôm nay được ngồi xe sang một lần rồi. Hiểu Hà đỉnh thật. Thượng Hiểu Hà đắc ý mỉm cười, thường thôi, chiếc này chỉ hơn 1 triệu, là chiếc rẻ nhất trong gara nhà mình rồi. Nghe vậy, mọi người lại càng ngưỡng mộ, ánh mắt đám con trai nhìn cô ta khác hẳn, tuy ngoại hình tầm thường nhưng lại rất giàu có. Hoa Nhã, đừng do dự nữa, chúng ta lên xe Hiểu Hà đi. Chiếc Porsche Cayenne này hơn 1 triệu đó, cậu đâu thể đi bắt xe với chồng được. Vương Hoan chạy tới kéo tay Tống Hoa Nhã. Em đi với họ đi, anh đi với mấy bạn học nam của em, Dương Thanh cười nói. Nghe vậy, Tống Hoa Nhã mới khẽ gật đầu, leo lên xe của Thượng Hiểu Hà. Mọi người đi trước đi, anh Thanh đi xe tôi. Sau khi xe của Thượng Hiểu Hà phóng đi, Mạc Đông Húc lại nói với đám con trai. Thoáng chốc, ngoài cửa quán ba chỉ còn lại Mạc Đông Húc, vợ anh ta Tôn Mỹ Quyên và Dương Thanh. Mỹ Quyên, em lên xe trước đi, anh muốn nói vài câu với anh Thanh, Mạc Đông Húc lại nói với vợ. Tôn Mỹ Quyên không vui nhưng vẫn nghe lời leo lên một chiếc Maybach sang trọng. Anh thực sự kết hôn với Hoa Nhã rồi à? Bấy giờ Mạc Đông Húc mới lên tiếng hỏi. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không để lộ, gật đầu đáp sao thế? Cậu không tin à? Mạc Đông Húc khinh thường nhìn anh là cái thá gì mà bắt tôi tin? Quả nhiên, thái độ lễ độ vừa rồi của anh ta đều là giả vờ, lúc này mới lòi đuôi cáo. Dương Thanh cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng, có gì thì nói mau đi. Được, tôi cũng thích nói chuyện với người thông minh. Dứt lời, Mạc Đông Húc nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay Dương Thanh, trong này có 5 triệu. Chỉ cần anh chịu rời khỏi Hoa Nhã, số tiền này là của anh. Dương Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt quái lạ, bỗng thấy nực cười. Bản thân anh ta đã kết hôn, sao còn muốn anh rời xa Tống Hoa Nhã? Cậu đang đứng núi này trông núi nọ đấy à? Dương Thanh không nhận thẻ, chỉ cười híp mắt hỏi. Mạc Đông Húc cười lạnh một tiếng, anh sai rồi. Không phải tôi không quên được cô ta, mà là muốn cô ta phải độc thân cả đời. Dương Thanh nghe ra được sự thù ghét trong lời nói của Mạc Đông Húc. Anh cứ tưởng anh ta vẫn còn thương nhớ Tống Hoa Nhã, không ngờ là muốn hủy hoại cuộc đời cô ta. Tôi nghe nói năm đó cậu trốn làm đám cưới, còn có tin đã chết thì phải, Dương Thanh hỏi. Con đàn bà đê tiện kia lừa gạt tình cảm của tôi, suýt nữa hủy cuộc đời tôi. Tôi phúc lớn mạng lớn mới sống được đến bây giờ. Ngày nào tôi còn sống. Cô ta đừng mong được sống tốt, Mạc Đông Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ giữa anh ta và Tống Hoa Nhã thực sự còn ẩn tình khác? Cậu cũng kết hôn rồi, tha cho cô ấy đi. Tất cả đã qua hết rồi, Dương Thanh khuyên nhủ.
anh không hề có ý định nhúng tay vào thù oán giữa Mạc Đông Húc và Tống Hoa Nhã, nhưng bây giờ Tống Hoa Nhã là người của anh, ngày mai phải ra nước ngoài mở rộng thị trường cho anh. Anh không muốn Mạc Đông Húc khiến cô ta bị ảnh hưởng. Anh là cái thá gì? Biết cái gì mà nói? Tha cho cô ta, sao có thể chứ? Anh không biết tôi hận cô ta thế nào đâu. Mặt Mạc Đông Húc tràn đầy dữ tợn. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng có cảm giác anh ta đã điên rồi. Cậu nói cô ấy lừa gạt tình cảm của cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu có biết khi nghe tin cậu chết, cô ấy đau khổ thế nào không? Cô ấy từng mắc bệnh trầm cảm, tự sát mấy lần liền, Dương Thanh hỏi. Cô ta chả lừa gạt tình cảm của tôi còn gì. Cô ta nói địa vị của mình trong nhà họ Tống rất cao, anh cô ta còn có địa vị cao hơn, thậm chí còn có khả năng trở thành chủ nhà họ Tống đời sau. Nhưng thực tế thì sao? Đều là dối trá. Gia đình họ bọn không hề được nhà họ Tống chào đón, còn chẳng bằng người giúp việc, bây giờ còn bị đuổi khỏi gia tộc. Bây giờ tôi chỉ thấy may mắn khi đó không cưới cô ta về, nếu không tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống với cô ta. Mạc Đông Húc đỏ mắt nói, lúc trước nhà họ Tống coi thường tôi, tìm mọi cách ngăn cản đám cưới của tôi và Tống Hoa Nhã. Tôi bỏ trốn là để trả thù ả đàn bà đê tiện kia dám lừa gạt tôi. Chính vì biết cô ta yêu tôi tha thiết nên tôi mới cố tình truyền tin tôi chết ở nước ngoài cho cô ta biết, để cô ta sống không bằng chết. Rốt cuộc Dương Thanh đã biết giữa Tống Hoa Nhã và thằng khốn này có thù oán gì. Anh không ngờ Mạc Đông Húc nghĩ Tống Hoa Nhã lừa gạt tình cảm của mình chỉ vì gia đình cô ta không được nhà họ Tống xem trọng. Thậm chí còn sinh lòng oán hận, đúng là chuyện lạ thế giới. Chồng ơi, nhanh lên, Tôn Mỹ Quyên thúc giục. Lúc này cảm xúc của Mạc Đông Húc mới dần ổn định lại. Anh ta lạnh lùng nhìn Dương Thanh, 5 triệu đủ để anh về quê sống sung túc cả đời, đừng có được voi đòi tiên nữa. Dương Thanh cười nhạo một tiếng. 5 triệu nhiều lắm à? Nói xong, anh ấn chìa khóa xe, chiếc Phaeton được đặt làm riêng trị giá hàng chục triệu tự động lái ra khỏi chỗ đỗ xe, vững vàng đỗ lại bên cạnh Dương Thanh. Giờ phút này, Mạc Đông Húc hoàn toàn chết lặng. Anh ta cứ nghĩ Dương Thanh rất nghèo, đến khi chiếc Phaeton điều khiển tự động này xuất hiện mới bàng hoàng nhận ra mình đã coi thường Dương Thanh. Anh ta biết chiếc xe này, tuy chỉ hơn chục triệu nhưng không phải ai cũng có thể có được. Đến cả anh ta cũng chưa chắc có thể thuê Volkswagen làm riêng cho mình một chiếc Phaeton thế này. Cậu đã nói nhiều như vậy, tôi cũng không thể không cảnh cáo cậu một câu. Có tôi ở đây thì đừng hòng động đến một sợi tóc của Hoa Nhã. Nếu không, tôi không ngại cho cậu biến mất khỏi thế giới này đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, anh lên xe rời đi thẳng. Nhìn theo chiếc Phaeton ngày một xa dần. Trong mắt Mạc Đông Húc tràn đầy sát khí, anh dám uy hiếp tôi, đây chính là tội chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.